Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình ghé thăm một nơi rất nổi tiếng, đó chính là Hồng Kông. Đặc khu hành chính Hồng Kông với lịch sử phát triển phức tạp đã trải qua không ít thăng trầm để trở thành một trung tâm tài chính nhộn nhịp, điểm đến du lịch hấp dẫn. Hồng Kông được coi là sự kết hợp độc đáo giữa nét cổ kính đậm chất Á Đông và sự hiện đại năng động đầy sức sống của phương Tây. Hồng Kông nổi tiếng ở nhiều mặt. Đối với các thương gia, Hồng Kông là một trong những nơi tốt nhất để làm ăn và là trung tâm tài chính kinh tế lớn trên thế giới. Đối với các nghệ sĩ, nhà văn và nhà làm phim, lịch sử đầy màu sắc và vẻ đẹp ấn tượng của thành phố đã khơi gợi nguồn cảm hứng và bối cảnh sống động cho các bộ môn nghệ thuật khác nhau. Đối với khách du lịch, đây là thiên đường của những người yêu thích mua sắm, trải nghiệm nền văn hóa độc đáo cùng những cảnh đẹp rực rỡ mê hồn ở nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông. Chúng tôi hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới lạ và trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên toàn thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để chúng mình có thêm động lực ra tiếp các video hấp dẫn hơn. Benjamin Franklin đã từng nói, người có lòng kiên nhẫn có thể đạt mọi thứ mình muốn. Các bạn hãy xem hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về Hồng Kông ở phần cuối của video này. Tìm hiểu về Hồng Kông. Cái tên Hồng Kông xuất phát từ chữ Hương Cảng trong tiếng Quảng Đông, có nghĩa là cảng thơm. Ngày trước, khu vực đảo Hồng Kông buôn bán các sản phẩm từ gỗ hương nên mới có cái tên này. Hồng Kông là đặc khu hành chính của Trung Quốc, được biết đến như là điểm giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Nơi này trước đây chỉ là một khu vực thưa dân cư, chủ yếu sống bằng nông nghiệp và đánh bắt cá, nhưng hiện nay là một trong những trung tâm tài chính và cảng thương mại quan trọng nhất thế giới. GDP Hồng Kông năm 2022 là 360 tỷ đô la, dân số khoảng 7,6 triệu người, thu nhập bình quân đầu người là 48.000 đô trên người. Đơn vị tiền dùng ở Hồng Kông là đô la Hồng Kông, HKD, chứ không phải dùng nhân dân tệ như trong Trung Quốc đại lục. Tỷ giá 1 đô la Hồng Kông tương đương khoảng 3.000 Việt Nam đồng, 1 đô la Mỹ tương đương 7,8 đô la Hồng Kông. Khí hậu ở Hồng Kông là kiểu khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông nhiệt độ thường trong ngưỡng 14 đến 28 độ C, tuy nhiên cũng có năm thấp kỷ lục là âm 4 độ. Mùa nóng thường là 24 cho tới 35 độ C, có lúc lên đến 38 độ. Trời thường nắng và hanh khô. Khi đặt chân đến Hồng Kông, bạn có thể nghe thấy nhiều ngôn ngữ được sử dụng trên đường phố như tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Quan Thoại, tức tiếng Trung Quốc phổ thông. Tiếng Quảng Đông được 89% người dân nước này sử dụng để giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, tiếng Quảng hoặc tiếng Anh được sử dụng bởi hầu hết người địa phương như các chủ nhà hàng và tài xế. Nếu các bạn biết hai ngôn ngữ trên, sẽ là một lợi thế khi đi du lịch Hồng Kông. Hoa Dương Tử Kinh là quốc hoa của Hồng Kông, và vào đầu năm 1997, loài hoa này được đưa vào lá cờ và trở thành biểu tượng cho đặc khu hành chính Hồng Kông. Biểu tượng quốc kỳ của Hồng Kông màu đỏ rực và ở giữa chính là hình tượng của hoa Dương Tử Kinh. Ngoài ra, loài hoa này còn xuất hiện trên đồng đô la Hồng Kông. Với 8.000 tòa nhà cao ốc, trên một mảnh đất rộng chỉ 1.103 km2, Hồng Kông đang là nơi có nhiều cao ốc nhất trên thế giới. Không thể không nhắc tới khu nhà ở cho người nghèo nổi tiếng ở Hồng Kông với mật độ không thể tin nổi. Mỗi căn hộ ở đây chỉ rộng chừng 4-6m2, có những căn nhỏ chỉ bằng một nửa, còn được gọi là nhà quan tài. Người Hồng Kông rất ít khi dùng tiền, họ chỉ sử dụng thẻ thông minh Octopus Card để thanh toán tất cả mọi thứ, từ mua vé xe buýt, đi siêu thị, quán ăn, gửi xe, máy bán hàng tự động. Du khách sẽ không thể tìm thấy nơi nào có nhiều biển hiệu quảng cáo như ở Hồng Kông. Mỗi cửa hàng sẽ phải chăng ra số biển quảng cáo nhiều nhất có thể, thậm chí là đè lên nhau làm nhiều lớp. Xe buýt 2 tầng London chưa là gì với xe điện 2 tầng Hồng Kông về độ kỳ quái. Những chiếc xe điện mỏng dính, cao lên kênh này luôn đem đến cảm giác nó sẽ đổ bất cứ lúc nào. Điều thú vị là không có chiếc xe 2 tầng nào giống nhau ở Hồng Kông. Hàng loạt tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại mọc lên, đất chật người đông, nên khắp Hồng Kông, đâu đâu cũng là những khu chung cư, chứ ít có những ngôi nhà rộng rãi. Có lẽ vì vậy mà phim Hồng Kông nhiều năm nay cũng xoay quanh những đề tài như xã hội đen, tranh đấu thương trường, trinh thám phá án. Nhiều khách du lịch Hồng Kông mong muốn đến đây cũng bởi để được check-in ở những địa điểm quay phim nổi tiếng, chụp ảnh theo kiểu Hồng Kông hay Hồng Kông style. Công dân của hầu hết các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật không cần xin thị thực nhập cảnh Hồng Kông với mục đích du lịch, và có thể lưu trú trong khoảng thời gian từ 7 đến 180 ngày, tùy thuộc vào quốc tịch. Tuy nhiên, quy định nhập cảnh Hồng Kông cũng có nhiều dị biệt. Ví dụ như người ngoại quốc không được nhập cảnh vào Hồng Kông quá 3 lần trên tháng, hoặc một lần nhập cảnh không thể ở lại Hồng Kông quá 7 ngày. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục cuộc hành trình này và khám phá những bất ngờ đang chờ đợi. Các địa điểm bắt buộc phải ghé thăm ở Hồng Kông.
Hồng Kông được biết đến là quốc gia của 260 hòn đảo lớn nhỏ với những tòa nhà hiện đại cao chọc trời hơn bất kỳ thành phố nào ở châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Địa lý Hồng Kông chia làm 4 khu vực gồm đảo Lan Tâu, Đại Nhĩ Sơn, Cao Luân, Cửu Long, đảo Hồng Kông và Tân Giới. Không chỉ có vậy, du khách đến Hồng Kông chắc chắn sẽ bị choáng ngợp thực sự bởi những địa điểm tham quan tuyệt vời. Tất cả những điều này trở thành những lý do vô cùng thuyết phục cho những du khách chưa từng đến Hồng Kông, hoặc sẽ thêm một vài cơ hội khám phá hơn nữa cho những vị khách đã từng ghé thăm thành phố xinh đẹp này. Hãy bắt đầu cuộc hành trình. Miếu Huỳnh Đại Tiên, hay còn gọi là chùa Quan Tai Xin, là một trong những ngôi miếu linh thiêng nhất xứ Cảng Thơm. Nơi đây là biểu tượng tín ngưỡng của nhiều người dân Hồng Kông. Hàng năm, miếu Huỳnh Đại Tiên thu hút rất nhiều du khách đến để cầu tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp. Khi đặt chân đến đây, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi thiết kế đồ sộ và độc đáo của miếu. Miếu có diện tích lên đến 18.000 m², được xây từ các loại gỗ quý, đá cùng với các họa tiết chạm trổ tinh xảo. Miếu mang lối kiến trúc cổ xưa kết hợp với phần mái cong, cột trụ đỏ, đá lát sàn và gạch âm dương màu ngọc bích. Miếu thờ ba vị thần linh cùng nhau, đó là Lão Giáo, Khổng Tử và Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy, ngôi miếu thiêng này không hạn chế tín ngưỡng nào, đặc biệt nơi đây được những người làm ăn kinh doanh đến dân lễ, cúng bái rất nhiều để cầu sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Do đó, nếu có cơ hội đến Hồng Kông, hãy ghé cầu nguyện cho bản thân và gia đình bạn nhé. Tòa nhà Monster là một trong những điểm được check-in nhiều nhất tại Hồng Kông kể từ khi xuất hiện trong các phim bom tấn như Transformer, Age of Extinction and Ghost in the Shell và các video âm nhạc như Labyrinth của Modern Rosso và Hikari Mitsushima và Cave Me In của Galan and Eric Nam. Monster's Building là một block gồm 5 tòa nhà cao 18 tầng tọa lạc tại đường King's Road. Trong đó, điểm được check-in nhiều nhất là tòa nhà Zik Cheon và tòa nhà Zik Fet. Con đường đi bộ đẹp nhất thế giới, Tim Sa Chủy, được mệnh danh là con đường đi bộ đẹp nhất hành tinh. Tim Sa Chủy mở ra không gian thoáng đãng trong lành của vịnh Victoria. Tản bộ trên con đường này, du khách sẽ có dịp ngắm trọn vẹn nét đẹp của vịnh Victoria xinh đẹp, nơi hiện diện của những tòa nhà chọc trời hay những kiến trúc độc đáo. Xa xa là khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất diễn ra tại các bến phà. Nếu muốn có một chuyến du lịch Hồng Kông thật nhiều trải nghiệm, đừng quên có mặt vào lúc 8 giờ tối để chiêm nghiệm màn trình diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng vô cùng huyền ảo ngay tại con phố Tim Sa Chủy. Đại lộ ngôi sao, nơi vinh danh những diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông và thế giới. Dọc theo con phố Tim Sa Chủy, bạn sẽ bắt gặp đại lộ ngôi sao, là không gian lưu giữ lại những dấu vân tay cũng như những bức tượng của những diễn viên nổi tiếng TVB một thời như Lý Tiểu Long, Thành Long. Có thể nói đại lộ ngôi sao được tạo nên để tôn vinh những đóng góp của họ đối với nền điện ảnh của Hồng Kông. Chính vì thế, nơi này rất nhộn nhịp khách du lịch. Cảng Victoria là bến tàu kết nối những khu vực quan trọng ở Hồng Kông, nổi bật với cảnh quan những tòa cao ốc sáng rực về đêm. Nơi đây trở thành một địa điểm check-in Hồng Kông được nhiều du khách yêu thích. Đặc biệt, đây là nơi diễn ra chương trình bản giao hưởng ánh sáng Symphony of Lights, một vũ điệu ánh sáng đẹp mắt phát ra từ những tòa cao ốc chọc trời trong 13 phút. Cứ đến 8 giờ tối hàng ngày, tòa nhà ở cả hai bên cảng lại cùng hợp nhất để tạo ra các bức tranh đa phương tiện, mãn nhãn về hình ảnh và âm thanh, với sự kết hợp của đèn rọi, đèn laser, màn hình LED, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp đã mắt, đã tai. Đây là chương trình mà bất cứ du khách nào đến Hồng Kông cũng muốn được chiêm ngưỡng. Với không gian thoáng đãng, nơi có sự kết hợp hoàn hảo giữa biển, trời và thành phố hiện đại, đây chắc chắn sẽ là một địa điểm tham quan, chụp ảnh không làm bạn thất vọng. Đại Phật Ngon Bin, một công trình vĩ đại, địa điểm nổi tiếng bậc nhất khi nhắc đến Hồng Kông. Khu tham quan tọa lạc trên đảo Lan Tô, sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, kết hợp với tượng Đại Phật khổng lồ, tạo nên điểm nhấn ấn tượng mà bất cứ du khách nào cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng một lần trong đời. Tượng Đại Phật Ngon Bin nặng khoảng 250 tấn, là một trong những tượng Phật lớn nhất thế giới, với độ khổng lồ và nằm trên một độ cao ấn tượng. Tại nhiều địa điểm trong Hồng Kông, thậm chí ở Macau, cũng có thể nhìn thấy tượng Phật từ xa. Đến với địa điểm này, các bạn phải vượt qua 268 bậc thang để tham quan được bức tượng Phật độc đáo, hoặc cũng có thể trải nghiệm cáp treo để ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên xung quanh. Hồng Kông Disneyland được dựa trên bản gốc Disneyland ở California, nhưng được xây dựng đặc thù phục vụ khách du lịch vùng châu Á. Công viên này có 4 khu chính. Fantasyland là khu dành cho các trẻ em nhỏ vui chơi cùng thần tượng tuổi thơ. Khu Adventureland là khu trò chơi dành cho thanh thiếu niên, với trò chơi khám phá sông Amazon đặc sắc cùng ngôi nhà trên cây của Tarzan.
khu Tomorrowland, tụ tập các trò chơi khám phá vũ trụ, khoa học viễn tưởng. Khu Main Street Land, mô phỏng lại theo như quang cảnh đô thị Mỹ đầu thế kỷ 20 cổ điển. Khi đến đây, các bạn sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên đầy màu sắc, những tòa lâu đài tráng lệ, những buổi đại nhạc hội sôi động, những gian hàng lưu niệm với những đồ vật dễ thương mang hơi hấm cổ tích, thưởng thức đêm đại nhạc hội đường phố Disney on Paradise và màn pháo bông buổi tối siêu đẹp có tên Disney in the Stars. Những chi tiết đặc biệt đang chờ đón bạn ở cuối video này. Hãy tiếp tục lắng nghe để tận hưởng những điều tuyệt vời. Nếu thấy các thông tin trên là hữu ích, các bạn hãy nhấn nút like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xứng danh thiên đường mua sắm. Cho dù bạn là một tín đồ mua sắm thực thụ thì chắc hẳn bạn cũng phải chao đảo khi đến Hồng Kông. Từ những khu trung tâm mua sắm lớn như Tim Sa Chủy, Cao Sư Quay, Times Square cho đến những khu chợ trời như chợ Quý Bà, Lady Market, chợ đêm Temple đều sẽ rút đi trong hầu bao của bạn một khoản khá lớn. Độ đa dạng hàng hóa ở Hồng Kông thuộc dạng bậc nhất thế giới, có thể sánh ngang với những khu trung tâm thời trang như Paris và Italia. Cũng do sự phát triển kinh tế mà Hồng Kông được xem như điểm đến thường xuyên của những tín đồ mua sắm. Nhiều mặt hàng của các thương hiệu lớn còn có những phiên bản giới hạn hoặc chỉ có thể mua với giá rẻ ở Hồng Kông. Đồ trang sức, mỹ phẩm, điện tử, quần áo, từ bình dân đến cao cấp, bạn đều có thể mua được ở đây. Hồng Kông cũng nổi tiếng với vai trò là thành phố không ngủ, có vô vàn địa điểm mua sắm phủ kín cả đến ngõ ngách xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên, không phải tất cả đều cung cấp các mặt hàng với chất lượng và giá cả ngang nhau. Dựa vào nhu cầu tài chính cá nhân và khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn địa điểm mua sắm khác nhau như siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, quầy hàng tiện lợi. Có 3 mùa sale lớn nhất trong năm tại Hồng Kông mà có thể bạn chưa biết, rơi vào 3 dịp tháng 5, cuối tháng 7 và sau Tết âm lịch. Cuối mỗi mùa sale, tất cả các mặt hàng đều giảm giá sốc, có thể lên đến 90% cho một món đồ mới, chất lượng. Các tín đồ mua sắm nên săn vé ngay du lịch Hồng Kông vào thời điểm trên để thỏa mãn cơn khát mua sắm bất tận nhé. Cùng với đó, Hồng Kông còn nổi tiếng là một trong những nơi có thể mua sắm được nhiều hàng hóa rẻ nhất châu Á. Cũng giống như ở Việt Nam, nếu du khách không tỉnh táo trong việc trả giá thì những người bán hàng có thể hét giá trên trời. Hãy luôn mặc cả khu mua sắm ở Hồng Kông, đặc biệt là ở khu chợ nhé. Người bán hàng sẽ không bán đúng giá hoặc không hạ giá nếu như bạn không mở lời trả mức giá thấp hơn. Đừng bỏ lỡ phần cuối cùng, nơi mọi thứ sẽ được giải đáp và mở ra những chân trời mới mẻ để khám phá. Ăn uống gì ở Hồng Kông? Hồng Kông được biết đến là thiên đường ẩm thực với đa dạng hương vị và món ăn đặc trưng của từng quốc gia. Hãy thưởng thức các món ăn địa phương đặc sắc nơi đây như ngỗng quay, một trong những đặc sản nổi tiếng của xứ Cảng Thơm đó là ngỗng quay. Độ nổi tiếng của nó có thể sánh với vịt quay Bắc Kinh của Trung Quốc. Lớp vỏ giòn bên ngoài với bên trong là miếng thịt ngỗng mềm ngon, đậm đà phủ lên là nước sốt mặn ngọt dịu, mang lại hương vị rất độc đáo. Lẩu khô, một tên gọi có lẽ còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực Hồng Kông. Nhưng khi đặt chân đến xứ Cảng Thơm, bạn sẽ khám phá một món lẩu khô phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Lẩu khô có tên gọi như vậy vì các thành phần không được ngâm qua nước sôi như lẩu truyền thống, mà thay vào đó được hấp chín để giữ nguyên vị, hương vị tinh túy. Một nồi lẩu khô thường bao gồm các nguyên liệu tươi ngon như vây cá mập, hải sâm, thịt bò, thịt gà, bào ngư, nấm, da heo, mực và đủ loại rau củ. Món ăn này thích hợp để hợp mặt bạn bè hoặc tổ chức trong dịp lễ Tết sinh nhật. Cà phê Uyên Ương. Những người say mê cà phê có thể tìm cái hồn của châu Á qua ly cà phê Uyên Ương. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê, sữa đặc, hồng trà hoặc trà sữa, có thể rắc thêm chút hoa tươi. Người Hồng Kông cho rằng cà phê là thức uống nhiệt, còn trà là thức uống có vị mát. Kết hợp hai thứ này với nhau sẽ tạo ra sự cân bằng cho cơ thể. Cà phê Uyên Ương mang hương vị đắng, nồng, đặc trưng của cà phê cùng vị thanh của trà, xen với vị ngọt nhẹ của đường, hòa quyện lại như chính hương vị của tình yêu. Trà sữa Hồng Kông được biết đến là một trong những đất nước cho ra đời những ly trà sữa đầu tiên trên thế giới. Không ngạc nhiên khi Hồng Kông được ví như thiên đường trà sữa. Nhờ công thức bí truyền, trà sữa ở xứ Cảng Thơm ngọt và tươi hơn so với những cốc trà sữa ở các quốc gia khác. Bạn có thể tìm đến các gian hàng trà sữa của thương hiệu Lăng Phong Doanh. Đây là món trà sữa ngon nhất ở Hồng Kông. Trà sữa ở đây được pha từ 5 loại lá trà khác nhau nên hương vị cực kỳ đặc trưng, không thể tìm thấy ở đâu và cũng không thể sao chép. Trong nhiều năm qua, Hồng Kông đã trải qua không ít thăng trầm từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng đặc khu này vẫn đứng vững và tiếp tục khẳng định là trung tâm tài chính, kinh tế năng động của thế giới, được các tổ chức toàn cầu đánh giá là một trong những nền kinh tế tự do nhất và cạnh tranh nhất với môi trường kinh doanh đẳng cấp thế giới. Du lịch khám phá vùng đất Hồng Kông là một trải nghiệm xứng đáng mà bạn nên thử.
Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.